cả các bạn nha. Thì đặt chúc mọi người có một ngày tốt lành nha mọi người ơi. Thì trước giờ mọi người ở đây có ai chắc mọi người ăn trứng vịt, trứng gà, trứng ngỗng rồi hết trơn rồi phải không? Đại cũng ăn rồi luôn. Nhưng hôm nay để làm vlog á thì mình sẽ định ăn trứng đà điểu mọi người. Vì ăn làm vlog mà mấy cái nhỏ nhỏ chắc mấy bạn không có coi đâu, bình thường quá. Hay chỉ Đạt định làm một cái vlog về trứng đà điểu nha mọi người. Mà mình ở Sa Đéc thì làm gì có chỗ mà bán trứng đà điểu. Thì mới hôm nay luôn, mình đợi chắc cả tháng trước rồi. Thì mới hôm nay mình mới có thông tin là ở cách mình 64 km là có một chỗ bán trứng đà điểu mọi người. Thì bây giờ Đạt sẽ chuẩn bị lên đường chạy tới đó và mua trứng đà điểu mang về nha mọi người. Mình đi nè, bây giờ thì mình vào đây và chỉ đường trên Google Maps đó mọi người. Và đi tới đó thôi, 62 km, 1 tiếng 30 phút ha. Rồi bây giờ thì mình cứ bắt đầu với nó đi thôi. Nó này chắc mình phải lấy theo cục sạc dự phòng của mình thôi. Vì mọi người coi pin của mình nè, 31%. Không, giờ không liên hệ nữa, bắt đầu đi thôi mọi người ơi. Rồi mọi người ơi, bây giờ Đạt vừa về tới nhà. Đi hồi lúc mà 5:40 mà bây giờ đã là 10:00 tối rồi mọi người. Thì bây giờ mở ra xem cái trứng nó còn nguyên không. Trời trời, nó mà bể cái là xong phim tôi luôn. Đi sớm giờ đi mệt mỏi luôn mọi người. Nè, để Đạt lấy cái gì. Tưng tưng. Đạt cuộn trong cái áo của Đạt á. Điện bể nha con. Mày bể là con buồn lắm á. Chê 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 chê. Hình như có gì đó sai sai. Chà chà. Nè, để Đạt quay gần lại cho mọi người xem nha. Mọi người thấy thế nào? Đã không? Quá là đã luôn mọi người ơi. Nào, mình cầm một tay là nó như đây nè. Cái trứng này 1.4 kg mọi người. Một tay của mình này nha. Rất là đã luôn. Cũng may là nó còn nguyên vẹn. Mừng quá mọi người. Rồi. Rồi mọi người ơi, bây giờ thì mình tắt hết đèn và bật cái led của điện thoại mình lên đó mọi người. Nè, điện thoại mình nha, bật cái led lên. Thì bây giờ mình xem bên trong cái trứng nè mọi người. Cái phần trắng này là nước nè, còn cái cục đen đen này là mình nghĩ là cái trồng đỏ nha mọi người. Mà không hiểu sao á, mình có đụng vào cái này lâu lâu á, nó cứ cung lên giống như là nó thành con đà điểu ở trống mọi người. Mà ngó này thì nó chỉ là một cái trứng chưa có cái gì hết mà toàn bộ là chất lỏng hết mà không hiểu sao. Thì để ngày mai luộc xem nó thế nào nha mọi người, cùng theo dõi. Mọi người cùng theo dõi mình nha. Thì sáng rồi mọi người ơi, sáng nay mình có gọi thằng Hải với Hào. Thì thằng Hải thì đi làm, và ông Hào tôi thì đi phụ ngoại nó dựng nhà hay gì rồi không tham gia video được. Cô em gái mình thì nó lại bảo là phụ bà ngoại. Rồi thế là trong video thì chỉ có một mình thôi, hơi buồn một xíu ha. Thì mọi người ơi, mọi người xem lại cái trứng này thì bây giờ Đạt sẽ luộc cái trứng này nha mọi người. Hồi sớm á mình ổ lộn, hồi tối á mình có hỏi á là luộc bao nhiêu bao phút nó chín, thì ảnh nói luộc từ 1.5 đến 2 tiếng. Thì ở đây thông hồ mình luộc tầm 1 tiếng 15 phút thôi. Để xem ăn nó còn cái chồng đỏ không mọi người. Xem cảm giác nó như thế nào nha. Cái trứng này bây giờ mình mới để ý mọi người. Cái con đà điểu á, mà nó đẻ ra cái trứng này, nếu mà nó lên trên cây nó đẻ gớp chúng người ta chắc lỗ đầu chết luôn mọi người. Tại trứng này hiện tại rất là nặng. Rất nặng luôn. Rất là đã luôn mọi người. Thôi không nói xàm nữa, bây giờ mình bắt nước nè mọi người ơi. Lấy trứng mình bỏ vào. Như đây nước chắc được rồi, một hồi nó sôi lên nữa mọi người ơi.
Thì đáng lẽ ra giường đốt củi làm cho bỏ công sức ra để quay clip đồ cho nó ok hả mọi người, mà cuối cùng chỉ có một mình thôi thì sao mà quay được, điên mình buồn lắm. Vậy là đã luộc xong một tiếng rồi mọi người. Thì ở đây mình đáng lẽ người ta nói luộc 2 tiếng thì mới chín, mà mình luộc 1 tiếng để cho nó còn cái chồng đỏ mọi người, ăn nó sẽ ngon hơn. Và bây giờ nè, đã sau khi luộc xong rồi nè mọi người, đã không? Rồi bây giờ Đạt sẽ đập ghê nha mọi người ơi. Dạ giờ trứng rất nóng luôn mọi người. Bây giờ Đạt sẽ quay camera cận cảnh cho mọi người xem ha. À mọi người ơi, thì bây giờ Đạt sẽ đập cái trứng này ra bằng cái muỗng cơm nha mọi người, xem có cái giống cái trứng phồng thịt lộn không, đập cái phồng xuống nha. Rồi bây giờ thì trứng này nóng lắm, mình chỉ rửa tay thôi. Rồi mọi người ơi, sau khi ngóp cái muỗng á thì mình đã lấy từ cái giá này, mình nghĩ cái giá này sẽ đập được. Mà sau khi đập cái muỗng này xong rồi mình cảm thấy cái giá này chắc đập cũng không được cái trứng này luôn rồi. Để bây giờ mình đập thử cho mọi người xem ha. Rồi, bây giờ Đạt sẽ đập tiếp nha mọi người. Nó có cái tị kêu bụp 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 luôn mọi người. À, bây giờ cái trứng khủng long của mình đã nứt rồi nè mọi người. Mọi người thấy không? Chà, rất là đã luôn. Bây giờ Đạt sẽ tách đôi ra. Chết ngựa rồi. Hình như nó không bể như mong đợi của mình. À. À trời ơi đã quá mọi người ơi. Trứng khủng long. Còn miếng vỏ nè, Đạt sẽ quay gần cho mọi người xem. Đó, cái vỏ nó dày lắm mọi người. Dày ơi là dày luôn. Rồi, bây giờ Đạt sẽ lột tiếp cho mọi người. Sau khi mà cái trứng nó lột ra sao nó có cái màu, nó có cái màu không phải màu trắng ha, cái màu này là màu đục đục. Ồ rồi bây giờ Đạt sẽ đưa nó qua cái chén nha mọi người. Trời ơi quá đã luôn, mọi người thấy đã không, quá là đã luôn á mọi người ơi. Rất là nhìn rất là ngon luôn, mà cái màu nó hơi nâu nâu ha, không có màu trắng. Thôi bây giờ thì thưởng thức xem thế nào nha. Nè Đạt mời tất cả mọi người nha. Cái vỏ này á dày 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 dày, nó giòn giòn mọi người, còn nó có độ nhúng như gân gân, ăn độ nhúng nhúng tưng ăn rất là đã, như cao su á, có lộn như cao cao á mọi người. Nè Đạt cũng minh cho mọi người xem nè, thấy chưa, nó cũng vung vung như cao su luôn, rất là đã mọi người. Hôm nay hơi buồn mọi người, tại vì ăn ngủ mấy hai đứa em mà không đứa nào đánh để ăn cùng mình, cho ăn mình cũng hơi buồn á mọi người. Chỉ có mọi người thôi, chỉ có
có đại hạn với mọi người thôi. Hơi bị buồn ha. Nhưng mà trứng là thật sự rất ngon mọi người. Cảm giác này nhà vô nó ngon hơn trứng gà trứng vịt nhiều. Nó độ trong suốt gân gân. Tức là nãy giờ mình chưa ăn tới chồng vàng, mình mới ăn cảm nhận cái chồng trắng không mọi người. Thật sự này rất là ngon. Ngon hơn kia tại vì nó thứ nhất là nó bự, thứ hai là cái sớ sớ nó xước xước ra rất là đã luôn. Rồi mình để miếng muối tiêu lên cái chồng nha. Rồi đặt mời tất cả mọi người nha. Với Đạt nha. Rồi các bạn ăn với Đạt nha. Đây là ăn thử xem cảm giác nó như thế nào. Rất là đã mọi người. Béo mậy. Béo mà không phải lỗ béo khô đâu. Béo là béo ẩm á. Béo ẩm dễ nuốt mọi người, chứ không phải khô như cái gà với vịt. Rất là ngon luôn. Mà cái này có cái đặc biệt á. Cái đặc biệt ở đây á là có hàng mình cầm cái trứng mà tối nó vung 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 cái trứng mà mình biết liền luôn, là biết là có cái con tưởng con vịt nó bự ở trống rồi. Nhưng bây giờ mọi người xem lại nè. Đã quay gần cho mọi người xem nha. Mọi người nhìn nè. Nó hoàn toàn nó chưa là thành con đà điểu luôn. Vậy tại sao tối qua nó quên được ta? Kinh dị vãi. Khó hiểu luôn. Đại với các bạn cùng ăn tiếp nha. Bạn hổng gậy á, Đạt đang sửa từ cái chuyện mọi người. Đạt quen miệng nói là mọi người rồi. Chi Đạt cứ gọi mọi người hoài, mà sửa là thành các bạn thì nghe nó ok hơn. Tại vì đồng cái đẳng nghe nó thân thiện hơn mọi người. Đỡ quên hoài ta các bạn nha. Ngon quá. Cái chồng vàng của nó béo lắm mọi người. Béo mà không béo khô. Vậy rồi cái này cuối cùng này chín hết trơn rồi. Ông anh nói là luộc 2 tiếng nó mới chín. Nói này mình để 1 tiếng là chín trơn rồi. Mình được để cái chồng đỏ còn lỏng lắm thôi. Không có chồng hằng sẽ rất là ngon luôn. Ai gì à? Bị dụ rồi. Đây là thôi luộc thôi. Chừng nửa tiếng luôn lòng cũng được. Quá đã. Từ nhỏ tới lớn mới ăn được cái này luôn mọi người. Chứ giờ đâu có tiền đâu ăn. Cái này tại mình quay clip cho mọi người sẵn mình ăn thử luôn. Để review xem cái vị nó như thế nào cho mọi người cùng ăn với mình á. Các bạn chứ, mình quên rồi. Nè, xem dấu nãy giờ mình cạp cho mọi người. Không biết cái máy nó có lấy nét được không. Tại mình quay một mình nó bất tiện cái là quay lấy nét hay không mình cũng không biết luôn. Một hồi mình xem lại camera mình mới biết mọi người. Nãy giờ mọi người thì còn ở dưới đây. Mình tưởng mình đói bụng sáng giờ ăn nó hết mọi người. Mình ăn mình vừa ăn bên này, vừa ăn trên. Bây giờ còn lại một miếng trứng thật sự bây giờ rất là no luôn mọi người. Thôi mà ăn thôi. Chuẩn bị không? Lâu lâu mới có một dịp mà được ăn như vậy mà mọi người. Chứ đâu phải chạy tới tận 120 bận đi bận gì luôn mà trên 120 kg luôn á. Ngồi rất là ê đích luôn á. Mới có được cái trứng chứ đâu gì đâu. Thứ hai
là bà tìm đường nữa, tại vì đâu có biết chính xác được cái đường nó ở đâu đâu, chỉ là định vị cái khúc gần đó thôi, chứ không thể nào mà trên Google nó chỉ mà chính xác được đúng cái nhà đâu, tìm nó hơi mất thời gian. Ăn rồi mới biết đã. Rất là ngon luôn mọi người. Rồi thì kết thúc video rồi mọi người ơi. Thì video này chắc cũng không có vui gì mấy ha. Nhưng mà ai thích kênh mình thì nhớ nhấn đăng ký kênh giúp mình nha. Và để lại một like cho tem mình nha mọi người ơi. Thì ở đây nói chuyện với các bạn mà giờ mình quay cần đây nè. Cho các bạn coi. Mồ hôi đổ nè. À, thấy ghê không? Mồ hôi đổ quá trời luôn. Thôi mình xin chấm dứt video tại đây nha. Bữa nay không có hai đứa em thì cũng hơi buồn. Thôi tạm biệt mọi người.